diện và quỹ đồng đạo, chúng ta tập trung hai bên tuyến đường đông khán đài để chuẩn bị làm lễ trước. Ban trật tự sắp xếp cho tất cả chúng ta đứng sát vào lên trên sân cỏ bên khu đường thiên nhiên thì đứng sát vào cái cây diện nè, chờ thông thoáng. Hello, tại chào cả nhà ơi. Tại chào cả nhà ơi. Quan khách rất đông, chúng ta rất là đông. Ở trong này không nhất thiết phải đi ra ngoài đó. Chúng ta đứng ở trong này, đứng lên thẳng lên trên sân cỏ luôn. Rồi bên này đứng sát vô đường thiên nhiên luôn, sau chỗ đó cho mặt đứng sát vô nữa. Cái bên khán đài kìa, đứng sát vô. Lên sân cỏ hết. Chị lễ xong này nè. Đó lại đây rồi, đó lại đây. Các quan khách, các tín đồ rất đông cả nhà ơi, đông đó, đông quá. Đã sắp đến giờ để rước hội thánh và quan khách từ chính môn đến đường thánh để dân hương. Xin mời quý vị đến giúp việc và quý đồng đạo nam nữ, chúng ta hãy ổn định hai bên trước đường để chuẩn bị lễ đón. Đứng sát vô hai bên giùm đi cô ơi. Cứ di chuyển cho nó đi trên đứng hết được rồi. Này.
Hello, có đồng, có người nhà mình, có người nhà mình ở họ đạo Đường Lưu rồi. Vậy vậy vậy. Không nghe chăng ạ? Không nghe, để không nghe. Cái gì không? Kêu để quá rồi để luôn. Để không? Ơi, quay để ơi. Phải không? Có không? Có. Rồi. Miếng cái đầu mình ngồi đứng đó phải không? Đúng rồi nè. Thấy không? Dạ dạ. Các đoàn hiện tại thì chúng ta quay ngược về Đức Tịnh Thắng. Quay ngược về Đức Tịnh Thắng. Không đổ ra phía bên ngoài nữa, đổ ra hướng Bình Thắng lên trên trên gạch luôn. Rồi gặp phái đoàn của họ đạo Đường Lưu mình nè cả nhà ơi. Rồi họ đạo Đường Lưu mình ăn giờ sắp sửa rồi, tới vô rồi sao qua quay được. Rồi ta chúc tài chúc cả đồng đạo ăn. Rồi hôm nay dự đại lễ 100 năm được sức khỏe dồi dào ha. Rồi mình xuống video đây nghe cả nhà. Nghe cả nhà mình video tiếp theo nha.